Các slide được sử dụng trong podcast này không phải là tuyên bố toàn diện về các yêu cầu pháp lý hoặc chính sách và không nên dựa vào chúng vì mục đích này. Quý vị nên tham khảo các phiên bản chính thức của các đạo luật và quy định của Hoa Kỳ, cũng như hướng dẫn đã xuất bản của CPSC khi đưa ra các quyết định có thể ảnh hưởng đến sự an toàn và tuân thủ của các sản phẩm tham gia thị trường Hoa Kỳ. Xin lưu ý có các tài liệu tham khảo được cung cấp ở cuối phần thuyết trình. Xin chào, cảm ơn quý vị đã xem khóa đào tạo quan trọng này. Tôi hân hạnh được chào đón quý vị. Tên tôi là Richard O'Brien và tôi là Giám đốc Văn phòng các chương trình quốc tế của Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ, CPSC. CPSC là cơ quan quản lý độc lập với sứ mệnh vô cùng quan trọng. Chúng tôi chịu trách nhiệm ngăn ngừa các rủi ro thương tật hoặc tử vong không đáng có từ hàng nghìn loại sản phẩm tiêu dùng khác nhau trên thị trường Hoa Kỳ, những sản phẩm quý vị đang mua để xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Cải thiện an toàn sản phẩm tiêu dùng cũng như tăng cường hợp tác với tất cả các bên liên quan của chúng tôi là những mục tiêu chiến lược chính của CPSC. Là người mua các sản phẩm xuất khẩu từ Việt Nam sang Hoa Kỳ, quý vị là bên liên quan quan trọng trong vấn đề an toàn sản phẩm. Các cuộc thảo luận của quý vị với các nhà cung cấp và nhà sản xuất phải luôn nêu bật các cân nhắc về an toàn, nhấn mạnh thông điệp rằng thiết kế an toàn là điều tối quan trọng nhằm ngăn ngừa thương tích cho người tiêu dùng. Nhân viên CPSC xây dựng các khóa đào tạo, thường là với các đối tác chính phủ khác, để cung cấp thông tin tốt hơn cho ngành về các yêu cầu an toàn sản phẩm. Nếu quý vị có cơ hội tham dự một trong những sự kiện trực tuyến này, tôi mong quý vị cân nhắc tham gia cùng chúng tôi. Chúng sẽ được thông báo trên trang web của CPSC. Tôi tin rằng, bằng cách làm việc cùng nhau, chúng ta có thể giảm số lượng các sản phẩm độc hại được mua để xuất khẩu, ngăn ngừa thương tích cho người tiêu dùng và giảm các vấn đề tuân thủ cho các khách hàng hoặc chủ thuê lao động. Không phải lúc nào người mua cũng có thể tham gia sự kiện trực tuyến cùng với chúng tôi. Video đào tạo này đã được tạo dựng cho quý vị, các chuyên gia mua hàng, để hỗ trợ và cung cấp thông tin cho quý vị khi đưa ra quyết định mua các sản phẩm được sản xuất ở nước ngoài. Tôi khuyến khích quý vị xem lại thông tin và liên hệ với CPSC nếu có bất kỳ câu hỏi nào. Đội ngũ nhân viên của chúng tôi sẽ sẵn lòng cung cấp thêm thông tin hoặc giải thích rõ hơn nếu cần. Tôi thực sự hy vọng rằng khóa đào tạo này sẽ đáp ứng kỳ vọng của quý vị. Cảm ơn quý vị đã xem. Xin chào, tên tôi là Caroline Manley. Và tôi muốn chào mừng quý vị đến với bài thuyết trình podcast này hôm nay. Như quý vị đã nghe, việc thiết kế các sản phẩm an toàn ngay từ đầu là điều rất quan trọng. CPSC là một cơ quan thuộc Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ, chịu trách nhiệm bảo vệ công chúng khỏi những rủi ro thương tật hoặc tử vong không đáng có liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm tiêu dùng thuộc thẩm quyền của cơ quan này. Chúng tôi đã phát triển loạt podcast này không chỉ để cung cấp thông tin về các quy định, tiêu chuẩn và các yêu cầu an toàn khác, mà còn để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thiết kế sản phẩm có cân nhắc về an toàn và thực hành tốt nhất để tăng cường an toàn trong nhiều loại sản phẩm tiêu dùng thông thường. Loạt podcast này trình bày các sản phẩm tiêu dùng thông thường và các yêu cầu đối với chúng nhằm giữ an toàn cho người tiêu dùng. Trong loạt podcast này, quý vị có thể kỳ vọng tìm hiểu về các nguy cơ và rủi ro chính của sản phẩm, các cân nhắc quan trọng về thiết kế và sản xuất, các quy định và tiêu chuẩn mà CPSC sử dụng để đảm bảo an toàn cho sản phẩm, các thực hành tốt nhất mà quý vị có thể sử dụng và những nguồn lực sẵn có để giúp quý vị hiểu và thực hiện các yêu cầu. Các podcast bao gồm các slide bằng tiếng Anh và tiếng Việt và phần trình bày bằng tiếng Việt để giúp dễ tiếp cận nhất thông tin an toàn quan trọng này. Ngoài ra, CPSC đã thiết lập một hộp thư điện tử riêng để người nghe có thể gửi bất kỳ câu hỏi nào bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt một cách thuận tiện. Nhân viên của chúng tôi sẽ theo dõi và trả lời các câu hỏi của quý vị. Chương trình sàng lọc nhập khẩu của CPSC chủ động hoạt động để ngăn chặn các sản phẩm
không an toàn tại các cảng nhập. Chúng tôi có các nhà điều tra cùng làm việc tại các cảng nhập và hợp tác chặt chẽ với Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ CBP để xác định và kiểm tra các lô hàng nhập khẩu sản phẩm tiêu dùng. Podcast này trước tiên sẽ thảo luận về quy trình sàng lọc nhập khẩu của CPSC và điều sẽ xảy ra nếu hàng hóa của quý vị bị chặn, theo dõi và sàng lọc bởi CPSC. Sau đó chúng ta sẽ thảo luận về một số thống kê để hiểu được bối cảnh những gì chúng tôi thấy và làm ở các cảng. Cuối cùng, chúng ta sẽ xem một số video thể hiện quy trình sàng lọc của CPSC mà chúng tôi sử dụng tại các cảng. Podcast này được thiết kế cho các nhà sản xuất, nhà cung cấp và người mua, những người đã ít nhiều quen thuộc với việc xuất khẩu sang Hoa Kỳ và các thủ tục hải quan của chúng tôi, và những người không chỉ muốn hiểu các thủ tục này liên quan như thế nào đến vai trò của CPSC tại cảng, mà còn hiểu hoạt động của cơ quan này nhằm sàng lọc các sản phẩm không an toàn. Giờ chúng ta hãy bắt đầu. Đầu tiên, tôi sẽ cung cấp cho quý vị một cái nhìn tổng quan ngắn gọn về cách thức CPSC hoạt động tại các cảng và công việc đó có thể ảnh hưởng như thế nào đến các chuyến hàng hoặc việc mua hàng của quý vị. Sau đó, tôi sẽ cung cấp cho quý vị một số thông tin về các bước quý vị có thể thực hiện để đảm bảo rằng các sản phẩm vận chuyển của quý vị mang tính tuân thủ. Chúng ta cùng xem xét quy trình nhập khẩu. Đầu tiên, hàng hóa được xếp lên tàu chở container tại cảng bốc hàng của nước ngoài. Các bản kê khai đã được nộp, nhưng tại thời điểm đó, các tờ khai hải quan vẫn chưa được nộp. Sau đó, con tàu đến Hoa Kỳ và đi vào một cảng dỡ hàng. Khi con tàu đi đến Hoa Kỳ và vào cảng dỡ hàng, thông tin hải quan được nộp trước hoặc sau khi đến bởi các đại lý hải quan với CBP. CPSC, hải quan và các cơ quan chính phủ khác chia sẻ thông tin qua một số hệ thống khác nhau. Sau đó, thông tin đó được hải quan, CPSC và các cơ quan chính phủ khác xem xét. Chúng tôi xem xét tất cả các tài liệu, bao gồm thông tin kê khai và thông tin về tờ khai hải quan, để quyết định xem liệu việc nhập khẩu hoặc lô hàng có cần kiểm tra thêm hay không. Nếu chúng tôi quyết định rằng việc nhập khẩu hoặc lô hàng cần kiểm tra thêm, chúng tôi sẽ giữ mặt hàng đó trong hệ thống. Tại thời điểm đó, nhà nhập khẩu được thông báo rằng có yêu cầu về việc kiểm tra chuyên sâu hoặc kiểm tra toàn diện đối với sản phẩm. Nếu CPSC chọn kiểm tra hàng hóa, thì hàng hóa đó sẽ được chuyển đến địa điểm kiểm tra hải quan CES, nơi chúng tôi tiến hành kiểm tra. Nếu chúng tôi quyết định không thực hiện thêm bất kỳ hành động nào, thì container sẽ được giải phóng và chuyển thẳng đến nhà nhập khẩu hoặc bất kỳ nhà phân phối nào ở Hoa Kỳ. Có thể có nhiều tác nhân khác nhau trong một chuỗi cung ứng từ khi đặt hàng đến khi phân phối cuối cùng. Chuỗi cung ứng tối ưu để đảm bảo việc tuân thủ các quy định của chúng tôi là chuỗi cung ứng mà người mua có thể liên hệ trực tiếp với nhà sản xuất. Ví dụ, người mua nêu cụ thể với nhà sản xuất những vật liệu, thiết kế, quy trình và nhãn mác sẽ sử dụng. Người mua cũng nên đảm bảo rằng sản phẩm tuân thủ tất cả các quy định của CPSC. Họ cũng phải lấy, xem xét và phê duyệt các cuộc kiểm nghiệm bên thứ ba từ các phòng thí nghiệm được CPSC công nhận trước khi nhà sản xuất đặt hàng, hoặc muộn nhất là trước khi nó được chất lên container và chuyển đến Hoa Kỳ. Các thực hành tốt nhất và sai sót đã được thảo luận sâu trong tập 13 về đào tạo người mua. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo tập đó. Hôm nay tôi muốn tập trung vào vai trò của CPSC tại cảng. Thông thường chúng tôi được hỏi các cuộc kiểm tra của CPSC được thực hiện tại cảng như thế nào. Chúng tôi có một số phương pháp đánh giá. Công cụ đầu tiên chúng tôi có là một nền tảng đánh giá mang tính quốc gia được một số cơ quan liên bang sử dụng để phải phân tích và đánh giá các lô hàng đến. Chúng tôi cũng sử dụng hệ thống đánh giá cụ thể của CPSC. Nhân viên của CPSC xem xét dữ liệu về tất cả các lô hàng đến và nếu cần, chúng tôi sẽ nghiên cứu sản phẩm bao gồm cả việc xem xét các trang web có liên quan. Chúng tôi sử dụng một số phương pháp khác nhau
để quyết định xem một sản phẩm có nên được xác định là mối nguy có thể xảy ra cho người tiêu dùng hay không. Vì chúng tôi đã làm việc chung với cơ quan hải quan trong nhiều năm, các đồng nghiệp hải quan của chúng tôi cũng nắm rõ các loại lô hàng và sản phẩm mà CPSC quan tâm. Sau khi một lô hàng được xác định và sẵn sàng để kiểm tra, các sản phẩm được CPSC sàng lọc như thế nào? Vì CPSC có nhiều quy định đối với hàng nghìn loại sản phẩm khác nhau thuộc thẩm quyền của chúng tôi, nên các thanh tra viên của chúng tôi cần hiểu rõ về các vấn đề an toàn đối với nhiều sản phẩm khác nhau. Thông thường, chúng tôi không biết mình sẽ kiểm tra những gì khi đến nhà kho hoặc biết thùng container đã được xác định của ai với những sản phẩm nào sẽ có tại CES khi chúng tôi đến nơi. CBP sẽ có một danh sách các container có trên sàn và họ cho chúng tôi biết những container nào được xác định cho CPSC. Chúng tôi mang theo nhiều thiết bị khoa học. Ví dụ chúng tôi có một máy phân tích XRF để kiểm tra trì. Nó trông giống như một khẩu súng bắn tia nhỏ. Sau đó chúng tôi có một hình trụ nhỏ mô phỏng thực quản của trẻ mà chúng tôi sử dụng để xem liệu sản phẩm có gây mối nguy nghẹt thở cho trẻ dưới 3 tuổi hay không. Nếu môi trường tại nhà kho không cho phép chúng tôi sàng lọc các sản phẩm trên sàn, chúng tôi sẽ mang một vài đơn vị của sản phẩm đó trở lại văn phòng của chúng tôi và kiểm tra các sản phẩm đó ở đó. Nếu chúng tôi cần thêm thông tin về một sản phẩm để kiểm tra, chúng tôi sẽ cố gắng liên hệ với nhà nhập khẩu và chúng tôi có thể yêu cầu cung cấp tài liệu. Nếu chúng tôi yêu cầu báo cáo kiểm nghiệm, báo cáo đó phải được gửi cho chúng tôi trong vòng 24 giờ. Điều này rất quan trọng vì quyết định của chúng tôi về việc có giữ một thứ gì đó hay không thường phụ thuộc vào việc liệu nhà nhập khẩu có gửi nhanh những hồ sơ đó hay không. Hồ sơ kiểm nghiệm giúp chúng tôi xác định xem sản phẩm có tuân thủ với các yêu cầu về an toàn hay không. Chúng tôi cũng có thể liên hệ với trụ sở chính của chúng tôi hoặc các viên chức về tuân thủ khác để biết ý kiến và thông tin của họ. Chúng tôi thực hiện rất nhiều nghiên cứu khi chúng tôi sàng lọc để xác định xem chúng tôi sẽ trả, giữ hoặc trả điều kiện một sản phẩm nào đó. Nếu một sản phẩm không vượt qua được việc sàng lọc và chúng tôi quyết định rằng sản phẩm đó cần được đánh giá bởi phòng thí nghiệm của CPSC, chúng tôi sẽ thu thập mẫu từ lô hàng. Số lượng mẫu được thu thập phụ thuộc vào loại vi phạm mà chúng tôi nghi ngờ. Ví dụ, nếu sản phẩm là sản phẩm dành cho trẻ em mà chúng tôi tin rằng có chứa quá hàm lượng trì, chúng tôi sẽ lấy 9 đơn vị của mặt hàng đó từ lô hàng. Chúng tôi sẽ gửi biên nhận cho hải quan, nói rằng chúng tôi sẽ lấy 9 mẫu từ lô hàng này, và chúng tôi cũng sẽ gửi biên nhận cho nhà nhập khẩu trên hồ sơ và hoặc nhà môi giới. CPSC sẽ quyết định liệu một lô hàng có phải bị giữ hay có thể được trả có điều kiện hay không, tùy thuộc vào bản chất của vi phạm mà chúng tôi phát hiện. Nếu chúng tôi giữ một lô hàng, chúng tôi sẽ gửi thông báo cho nhà nhập khẩu, cho hải quan và có thể là cho cả nhà môi giới. Nếu chúng tôi trả một lô hàng có điều kiện, thì chúng tôi sẽ gửi cùng một biểu mẫu đó cho các bên khác nhau, nêu rõ các điều kiện của việc trả có điều kiện. Ngoài việc vi phạm các tiêu chuẩn quy định như hàm lượng trì, việc sàng lọc tại các cảng có thể xác định các lô hàng sản phẩm mà CPSC cho rằng có thể có mối nguy sản phẩm đáng kể như được định nghĩa theo 15A2 của Đạo luật An toàn sản phẩm tiêu dùng CPSA. Vui lòng tham khảo các tập trước đó trong chuỗi podcast để biết giải thích chi tiết về các mối nguy đáng kể đối với sản phẩm và quy tắc 15J vốn nằm ngoài phạm vi của podcast này. Sự khác biệt giữa tạm giữ và trả có điều kiện nhìn chung là điều rõ ràng. Tạm giữ có nghĩa là một sản phẩm không phải toàn bộ lô hàng phải được giữ nguyên vẹn tại cơ sở ngoại quan cho đến khi CPSC hoàn thành kiểm nghiệm đánh giá. Do đó, nếu có 10 mặt hàng khác nhau trong một lô hàng và chúng tôi chỉ quan tâm đến việc lấy mẫu một mặt hàng, thì CPSC chỉ tạm giữ một mặt hàng đó. Phần còn lại của lô hàng đó, 9 sản phẩm khác không bị CPSC giữ lại. Đối với tình trạng của 9 sản phẩm còn lại trong lô hàng, nhà nhập khẩu phải trao đổi với hải quan để được hướng dẫn vì CPSC chỉ tạm giữ một mặt hàng đó. Khi một sản phẩm bị giữ lại, nó phải được giữ tại CES có bảo lãnh hải quan. Thời hạn tạm giữ của CPSC là 60 ngày. Khi chúng tôi tạm giữ một sản phẩm, chúng tôi sẽ gửi cho nhà nhập khẩu một email cho biết sản phẩm nào sẽ được kiểm nghiệm
lý do tại sao chúng tôi lấy mẫu sản phẩm đó và giải thích rằng quá trình tạm giữ của chúng tôi phải mất đến 60 ngày. CPSC có thể gia hạn việc trả có điều kiện như được xác định bởi cơ quan trong quyết định của mình. Mặt khác, nếu sản phẩm bị lỗi do thiếu giấy chứng nhận hoặc nhãn theo dõi, chúng tôi có thể trả sản phẩm một cách có điều kiện thay vì giữ nó. Trong những trường hợp này, các nhà nhập khẩu tránh được phí lưu kho ngoại quan. Tuy nhiên, họ phải giữ toàn bộ sản phẩm đó trong thời gian chờ hoàn tất quá trình kiểm nghiệm của chúng tôi, trong tối đa lên tới 60 ngày. Một lưu ý nhanh, chúng tôi hiểu nếu một thứ gì đó bị giữ, thì nhà nhập khẩu sẽ tốn tiền và là gánh nặng cho tất cả những bên có liên quan. Do đó, chúng tôi không tạm giữ bừa bãi và chúng tôi chỉ giữ sản phẩm nếu chúng tôi thực sự tin rằng đó là điều cần thiết. Sau khi chúng tôi thu thập mẫu, điều gì sẽ xảy ra với chúng? Chúng sẽ được đưa đi đâu? Quá trình xem xét kéo dài bao lâu? Đây là một số câu hỏi mà CPSC thường được hỏi. Nếu chúng tôi thu thập một sản phẩm dành cho trẻ em vì chúng tôi nghi ngờ rằng sản phẩm đó có quá nhiều chì, chúng tôi sẽ gửi sản phẩm đó đến một số văn phòng khác nhau. Điều này đúng với hầu hết các mẫu. Chúng tôi gửi sản phẩm đến văn phòng tuân thủ tại trụ sở chính của chúng tôi để xem xét. Sau đó, nếu phù hợp, chúng tôi sẽ gửi sản phẩm mẫu đến các chuyên gia về yếu tố con người của chúng tôi để xác định độ tuổi. Điều này thường áp dụng nếu chúng tôi cần biết liệu thứ đó có dành trẻ em dưới 3 tuổi hoặc nếu đó là sản phẩm sử dụng chung so với sản phẩm dành cho trẻ em. Chúng tôi cũng gửi các sản phẩm như vật liệu mỹ thuật hoặc nệm đến các văn phòng thí nghiệm của chúng tôi để kiểm nghiệm. Chúng tôi luôn gửi một đơn vị sản phẩm đến cơ sở lưu trữ mẫu của chúng tôi để giữ lại trong trường hợp cần thiết sau này. Các mẫu mà chúng tôi lấy từ lô hàng không được trả lại lô hàng, ngay cả khi chúng đạt yêu cầu. Chúng thường bị tiêu hủy trong quá trình kiểm nghiệm hoặc chúng sẽ bị tiêu hủy sau đó. Trong thời gian đó, chúng tôi sẽ giữ chúng trong cơ sở lưu trữ mẫu của chúng tôi. Các nhân viên tuân thủ của CPSC tại trụ sở chính của chúng tôi chịu trách nhiệm đưa ra quyết định về sản phẩm. Họ nhận các báo cáo kiểm nghiệm từ phòng thí nghiệm của chúng tôi hoặc các văn phòng khác, sau đó tổng hợp tất cả thông tin và xem xét sản phẩm, thủ tục giấy tờ và bất cứ điều gì khác được yêu cầu. Họ xác định liệu sản phẩm có tuân thủ hay không, và sau đó họ liên hệ với nhà nhập khẩu trên hồ sơ. Do đó, điều rất quan trọng là chúng tôi phải có thông tin liên hệ tại Hoa Kỳ của nhà nhập khẩu trong hồ sơ để chúng tôi có thể liên hệ với bên chịu trách nhiệm để thảo luận về kết quả và các bước tiếp theo. Nếu chúng tôi không thể liên lạc được với nhà nhập khẩu, quá trình tạm giữ sẽ bị trì hoãn. Nếu chúng tôi xác định rằng một sản phẩm không tuân thủ thì sản phẩm đó sẽ bị thu giữ, trả một cách có điều kiện để sửa lại hoặc được trả kèm theo thông báo để chỉnh sửa quy trình sản xuất trong tương lai. Thông báo này là một cảnh báo cho biết đã xảy ra vi phạm, nhưng nhỏ, và quý vị cần đảm bảo rằng quý vị khắc phục vấn đề trong quy trình sản xuất trong tương lai. Trong những trường hợp này, lịch sử tuân thủ của nhà nhập khẩu trên hồ sơ có thể được xem xét. Ví dụ, nếu nhà nhập khẩu là bên chúng tôi chưa biết và có người nào đó trong chuỗi cung ứng và sản xuất mắc lỗi, thì nhà nhập khẩu có thể nhận được thông báo này. Tuy nhiên, nếu nhà nhập khẩu là người vi phạm thường xuyên, đã được tư vấn nhiều lần về các vi phạm, chúng tôi có thể không cho phép nhà nhập khẩu nhận sản phẩm một cách có điều kiện hoặc chỉnh sửa lại vấn đề trong quy trình sản xuất sau này. Sau khi liên hệ với nhà nhập khẩu, các hồ sơ sẽ được cung cấp bởi nhân viên tuân thủ. Viên chức này sẽ đưa ra một biểu mẫu yêu cầu hành động cho hải quan, yêu cầu họ thu giữ hoặc trả sản phẩm. Tiếp theo, nhà nhập khẩu trên hồ sơ nhận được thông báo vi phạm. Đây là tài liệu cung cấp thông tin chi tiết cụ thể về vi phạm, thông tin về quy trình thu giữ sản phẩm và bất kỳ hành động bổ sung nào mà nhà nhập khẩu và nhân viên tuân thủ đã đồng ý. Bây giờ chúng ta hãy nói về điều gì sẽ xảy ra nếu có xác định thu giữ. Nếu xác định rằng hàng hóa phải bị thu giữ, chúng tôi sẽ thông báo cho hải quan. Tại thời điểm đó, chúng tôi sẽ không còn liên quan nữa và hải quan có thẩm quyền bắt đầu quy trình thu giữ chính thức. Chúng tôi không có thêm thông tin vào thời điểm đó và chúng tôi không kiểm soát được quá trình thu giữ. Nhà nhập khẩu sẽ cần liên hệ với hải quan để biết thông tin liên quan đến việc thu giữ. Bây giờ chúng ta nói về điều sẽ xảy ra nếu một sản phẩm được trả để sửa lại. Để sửa lại, CPSC yêu cầu nhà nhập khẩu trên hồ sơ sửa lại sản phẩm trong một khoảng thời gian cụ thể, cung cấp bằng chứng rằng
quá trình đã hoàn tất và gửi báo cáo và chứng nhận kiểm nghiệm đã được cập nhật của bên thứ ba. CPSC thông báo cho Hải quan để cho biết rằng quá trình sửa lại đã hoàn tất, sản phẩm hiện đã tuân thủ các quy định của CPSC và sản phẩm có thể được phân phối vào thị trường. Nếu nhà nhập khẩu không sửa lại sản phẩm theo tiêu chuẩn, CPSC có thể yêu cầu nhà nhập khẩu tiêu hủy sản phẩm đó hoặc giao lại cho Hải quan để thu giữ. Dữ liệu cho năm tài khoá 2021 của chúng tôi cho thấy rằng các lỗi cơ học trong các sản phẩm dành cho trẻ em như nguy cơ gây nghẹt thở và kẹt, cũng như vượt quá hàm lượng chì trong các sản phẩm dành cho trẻ em là những vi phạm phổ biến nhất mà chúng tôi nhận thấy. Tôi cũng muốn đề cập rằng các đề mục trên biểu đồ này thường có nhiều hơn một vi phạm. Quý vị sẽ thấy các vi phạm nhãn theo dõi và giấy chứng nhận trên hầu hết các vi phạm chính khác. Quý vị có thể giúp giảm thiểu những nguy cơ này rất nhiều bằng cách đảm bảo rằng tất cả các sản phẩm tiêu dùng mà quý vị xử lý để xuất khẩu sang Hoa Kỳ tuân thủ tất cả các yêu cầu an toàn của CPSC và việc kiểm nghiệm được hoàn thành chính xác. Dưới đây là biểu đồ cho thấy CPSC thu giữ theo mặt hàng, đồ chơi, quần áo và giày dép là những nhóm sản phẩm bị thu giữ lớn nhất. Bây giờ, chúng tôi sẽ đưa ra một số lời khuyên cho các nhà sản xuất, nhà cung cấp và người mua để xem xét các báo cáo kiểm nghiệm khi họ nhận được chúng. Điều đầu tiên quý vị nên kiểm tra khi nhận được báo cáo kết quả kiểm nghiệm là đảm bảo rằng nó được thực hiện dưới một năm. Quý vị cũng nên đảm bảo rằng phòng thí nghiệm thực hiện kiểm nghiệm đã được CPSC công nhận. Trang web của CPSC có một cách thuận tiện để thực hiện việc tìm kiếm một phòng thí nghiệm CPSC. Sau khi quý vị tìm thấy phòng thí nghiệm, khi tìm kiếm phòng thí nghiệm của CPSC, nhấp chuột vào phòng thí nghiệm và xem kiểm nghiệm nào của phòng thí nghiệm đó được công nhận. Sau đó hãy đảm bảo rằng sản phẩm được kiểm nghiệm khớp với sản phẩm được vận chuyển đi. Nhiều lần chúng tôi thấy các báo cáo kiểm nghiệm cho một mặt hàng không khớp chính xác với sản phẩm đang được kiểm tra tại cảng Hoa Kỳ. Đảm bảo rằng sản phẩm được kiểm nghiệm là sản phẩm thực tế mà quý vị đặt hàng. Thông thường báo cáo kiểm nghiệm dành cho một mặt hàng tương tự nhưng không phải là mặt hàng chính xác. Hoặc mặt hàng được kiểm nghiệm thông qua phòng thí nghiệm của bên thứ ba không bao gồm bộ phận vượt qua cuộc kiểm nghiệm của CPSC. Đảm bảo rằng mọi bộ phận thành phần của sản phẩm đều được kiểm nghiệm theo các tiêu chuẩn hiện hành. Hãy lấy một ví dụ giả định nhưng cũng không phải là hiếm. Một con vịt nhựa mà chúng tôi lấy mẫu có thể vượt qua kiểm nghiệm chì của chúng tôi nhưng không đạt yêu cầu kiểm nghiệm Thales của CPSC. Tại sao? Khi xem xét báo cáo kiểm nghiệm trong phòng thí nghiệm của bên thứ ba, chúng tôi thấy rằng nhựa đã được kiểm nghiệm về chì nhưng không được kiểm nghiệm về Thales. Do đó, điều rất quan trọng là quý vị phải hiểu các yêu cầu CPSC nào được áp dụng cho sản phẩm của quý vị và sau đó đảm bảo rằng các mặt hàng đó đã được kiểm nghiệm. Cuối cùng, đối với các sản phẩm cho trẻ em dưới 3 tuổi sử dụng, phòng thí nghiệm phải tiến hành tất cả các kiểm nghiệm bắt buộc bổ sung đối với các sản phẩm thuộc danh mục này. Hãy chú ý đến phần tuổi cụ thể của người nộp đơn trên báo cáo kiểm nghiệm. Thông thường, chúng ta sẽ thấy một báo cáo kiểm nghiệm cho biết độ tuổi cụ thể của sản phẩm là 3+, nhưng sản phẩm lại dành cho trẻ em dưới 3 tuổi. Tuyên bố độ tuổi không chính xác sẽ không loại bỏ nhu cầu kiểm nghiệm thêm. Vì vậy, điều cần thiết là đảm bảo phân loại độ tuổi chính xác và việc kiểm nghiệm bổ sung cho trẻ em dưới 3 tuổi được hoàn thành. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về xác định độ tuổi, vui lòng xem nguyên tắc xác định độ tuổi của CPSC có đường dẫn màu đỏ trên màn hình. Và bây giờ tôi xin tiếp tục đến với phần thứ hai của podcast này. Trong phần này, chúng ta sẽ xem một video trình bày từ điều tra viên tuân thủ của CPSC Marcy Van Winkle, người làm việc tại Seattle, Washington. Chúng tôi hy vọng quý vị thích podcast này. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về bài thuyết trình, vui lòng gửi câu hỏi của quý vị bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt vào hộp thư đã đề cập trước đó trên màn hình là cpscinvietnam@cpsc.gov. Hộp thư này được kiểm tra thường xuyên. Chúng tôi cũng muốn nhắc người xem rằng
CPSC có các tài liệu và nguồn tham khảo khác bằng tiếng Việt. Phần kết của bài thuyết trình này cung cấp nhiều liên kết đến các nguồn tham khảo mà người xem có thể thấy hữu ích. Chúng tôi khuyến khích người xem nhớ xem robot quản lý của CPSC có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Việt và một số ngôn ngữ khác. Robot quản lý là một công cụ tự động có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác định các yêu cầu an toàn cho một số lượng lớn sản phẩm. Nhiều công ty đã nhận thấy công cụ này cực kỳ hữu ích.